con đây mà. Cho con ra nhé. Đó. Ra đây. Ra chơi với bố. Kỳ ra đây. Cho con nó đi ra. Ra đây. Ờ, mấy đứa nằm chơi với nhau đây. Xô, xô. Kỳ nhẹ nhàng thôi nhá, không dẫm vào con là mệt đấy. Săn theo bố đi. Ờ, bố chơi với con đi. Dạy xem có trò gì dạy chúng nó đi. Xem có trò gì dạy con đi. Đúng rồi, ui giời, cho con bú đi. Sổ, sổ. Bố Kỳ có trò gì bố Kỳ dạy con đi. Có bài gì dạy đi, nó sắp về nhà mới hết cả lượt rồi. Nào ra chơi với bố Kỳ đi, bố Kỳ quay lại đây đi xem nào. Nào. Ha 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 ha. Ô ô ô ô ô ô ô. Lucky ơi, chạy đâu? Chuồn vào chuồng kìa. Ui giời, ui giời. Chán anh thanh niên này quá, anh thanh niên này anh nghe chuồn định anh định chuồn. Rồi. Con đang cả tất cả loạt ở đây nào. Lại dứt ngọn xoài. Được. Chơi đi mát, mấy đứa chơi đi. Ờ, Kỳ chơi với con đi. Hấp nhỉ, mấy đứa này hấp nhỉ. Ôi sao. Ôi sao. Đây là con của Loki. Ôi sổ. Loki chạy đâu? Ôi sổ, ôi chuồn vào chuồng. Ôi sổ. Thanh niên bố làm sao ấy hả? Con nó ra nó chơi cùng mà thanh niên bố lại cứ chuồn. Rồi, chào mấy đứa. Ok. Nào, chúng ta chơi với nhau một tí. Kỳ ở yên đấy thôi. Nào, Kỳ làm sao dạy con làm sao? Hả? À. Có cái trò gì dạy con đi xem nào. Kìa con nó yêu kìa. Liếm mỗi đứa cái đi. Kìa con nó yêu nó liếm kìa. Bố liếm đi. Trời ơi. À dạy con đã đánh dấu mày. Hết trò. Khổ cái năm đứa con gái cơ. Nó cái chân kiểu gì. À, bố chả thèm quan tâm nữa rồi. Đi, các em ra kia chơi đi. Ra vườn chơi, ra vườn chơi. Bây giờ nó đang thì mát rồi. Bố này cũng lại tranh cái phần xoa với con thì nói năng gì. Hả? À, xoa con bố này cũng tranh phần xoa với con thì còn nói năng gì. Chụp. Tì vào con rồi đi nhá. Sổ, 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 sổ. Ừ, chào mấy đứa. Ok. Rồi, ngồi đấy. Ngồi đấy với con. Sổ, rồi. Rồi, sổ. Chào mấy đứa. Kìa, thằng đen nó chán ông bố nó chui vào trong chuồng nó chơi kìa, không thèm cóc thèm chơi đây nữa rồi này. Hay là vừa rồi dẫm vào nó đau nó bực đi vào trong nó chơi. Ờ chào em. Trời, Henyo. Trời.
nhô 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 nhô. Trời ơi. Này. Chảo cấu cái gì mà xuất hai vết to đùng ở đầu thế này. Đó, bà tím này. Là sao mà bà cào có hai vết to đùng thế này. Rồi mệt chưa? Nóng chưa? Sao mấy đứa không mệt à? Anh mệt rồi đấy. Nóng rồi đấy. Bố Loki chuồn rồi. Thôi mấy đứa nằm đấy thôi. Mỗi đứa nằm chỗ đi. Mỗi đứa nằm một chỗ. Hay là ra chơi với bố Loki đi. Kìa. Bố đang gạ ra kia chơi kìa. Gái kìa. Bố Loki đang gạ ra kia chơi kìa. Này. Tay này. Và chơi với chỗ nó tí này. Ngày nên nó cào ba phát xước kìa. Kìa ở đằng kia có ba con đang nó đang ra gốc chuối nó chơi. Ba đứa nó đang ra gốc chuối nó chơi. Ờ. Ông bố này làm cái gì mà lông này, mông này rụng thế kia? Hả? À, Loki làm cái gì mà lông ở mông mà lại rụng lông ở mông thì hơi lạ nhỉ? Chào em. Nhô. Nhô, cẩn thận dẫm vào con. Để cho đấy, Ki dẫn chúng nó ra đấy cho nó tìm hiểu vườn tược đi, xem nó có cái gì hay ho. Ra kia kìa, bố đang chơi ở ngoài kia mà. Mấy đứa ở đây làm gì? Hả? Mấy đứa ở đây làm gì? Đen ở đây làm gì? Nâu. Ra kia chưa? Ki ơi. Kỳ có thích dọa nô không? Hai đứa có thích đánh nhau không? Hả? Ấy mình cũng không hiểu là tại sao mà mọi người có thể nuôi mấy con đực cho chơi với nhau được. Chứ đây nè, con ở trong, con ở ngoài nó đã dọa nhau rồi. Thả ra là chắc chắn 100% là chiến chứ không thể không có một cuộc chiến được. Chắc chắn là sẽ phải chiến. Cho nên là chẳng bao giờ thả các con đực với nhau. Những hai anh em Marvin với Loki thì là cùng mẹ cho nên là nó còn đỡ. Cái việc mà chủ có thể quát là để mà chúng nó thôi, chúng nó không có quánh nhau. Nhưng mà với Bruno thì khác, không có cùng, không có máu mủ gì. Hở ra là chuyển ngay, không thể can nổi. Can để cho nó. Chào boy. Tao em. Trời ơi. Nào, đã nới dây cổ cho em chưa? Chưa thèm nới nè. Bố gì mà bố cứ trực trực bố phi vào trong chuồng của bố là như thế nào? Không chơi với con hả? Đấy, lại trực phi vào ô chuồng. Ra đây con nó làm phiền chứ sao? Lần thứ mấy phi vào ô chuồng rồi. Nhà. Trời ơi, nó ra nó rụi đất này. Ra quấy bố đi. Con nào kêu đấy? Học theo con Yumi kêu.
tất cả đều hóng này. Rồi, xem đứa nào xâm phạm lãnh thổ nhà chúng ta. À, xem đứa nào nó dám xâm phạm lãnh thổ nhà chúng ta. Ra hóng xem nào. Chuẩn bị chiến. Xem đứa nào là đứa mà nó để đi phi vào nhà chúng ta. Nó định làm gì ở đây? Chị My chị gọi rồi kìa. Hóng, hóng đi, xem nào. Có phi vụ gì? Thôi nào, tất cả chúng ta lại vào trong đi. Vào trong ô đi. Thôi, kì vào trong đi để cho con nó vào. Vào đây. Rồi. Đâu rồi, còn thiếu đứa nào không vào đây? Khẩn trương, tập trung. Thôi, kì ở đây thôi. Điểm danh, xem đủ chưa đã. Đôi, 4, 6, 8. Rồi, ok kì. Rồi, kệ bố kì, cho bố kì mình ra ngoài. Mấy đứa ở đây nhá. Để cho Chuno ra. Hết giờ chơi của bố kì rồi. Ok. Rồi, vào uống nước đi kìa, không cho nó uống hết. Vào uống nước đi. Bố kì lại mò vào đây. Định cho con bú à? À. Ok, chào mọi người nhá. Hôm nay cho Loki chơi với lại các con một chút. Cho chơi với các con để các con nó hành cho mấy hôm trước khi các con nó về nhà mới hết. Cho các con hành bố đấy, kỳ rất chiều con này nè. Làm miên cho con liếm náp, cho con cào cấu này. Rồi, một tí thôi rồi chuồn. Thôi đi, chúng ta chuồn đi. Kỳ, kỳ khẩn trương. Không, không, không. Rồi, trời ơi. Ok, mấy đứa ở trong đấy thôi. Hết giờ chơi của mấy đứa rồi nhá. Nhá. Thôi thế. Rồi, chúng ta chơi thế thôi. Nhá. Thôi bố kỳ đi. Bố kỳ vào đi để cho nô ra nào. Kỳ vào đi. À thôi, kỳ ở ngoài chơi luôn đi. Có khách đến chơi kìa.